nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Ở tập trước, cậu bé Gia Hưng đã mang điều kỳ tích đến với sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam. Chú tự hào vì cháu, chú chỉ biết nói thế thôi. Chắc chắn con sẽ là niềm tự hào của cái đất nước này. Chiến thắng đầy thuyết phục mang đến cảm xúc mãnh liệt cho ban giám khảo và khán giả tại trường quay. Hành trình tìm kiếm các thành viên ưu tú của biệt đội siêu trí tuệ Việt Nam sẽ mang đến những kỳ tích nào? Quý vị đã biết hiệu ứng domino, cái này ngã thì tất cả sẽ ngã theo. Mỗi một con cá như vậy có trị giá trên 7.000 đô. Có nghĩa là quý vị đang theo dõi một tiết mục trên 5 tỷ đồng trên sân khấu. Thử thách của chương trình liệu có làm khó được người khiêu chiến? Ở siêu trí tuệ thế giới, tiết mục này đã được trình diễn và đều thất bại. Nhưng mà cái siêu trí tuệ thì mình đang phân vân. Trí tuệ nó khác, thông minh nó khác. Mà nếu não bộ không chỉ đạo đúng, bạn sẽ không làm được. Cái điểm số này nó chỉ là về cái cảm quan cá nhân, về độ khó của tiết mục. Vì tất cả chúng ta đều chưa xem cái thử thách này, chúng ta mới chỉ dự đoán về độ khó, và cái điều đó nó làm cho cái chương trình siêu trí tuệ của chúng ta nó thêm phần hấp dẫn. Nhưng mà hãy nhớ rằng tất cả những người mà đến đây, họ đều là những người phi thường. Tất cả sẽ chứng minh qua những điều kỳ tích xuất hiện trong siêu trí tuệ Việt Nam. Chúng ta xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Những trí tuệ của Việt Nam, các bạn đang ở đâu? Quý vị và các bạn đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam do DAD TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên HTV2 V Channel. Chương trình được tài trợ chính bởi nhãn hàng nước tăng lực Combat Cherry. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới, luôn bên cạnh thành công của bạn. Và đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ APAS Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, mỗi người đều có những giới hạn khả năng cho riêng mình về cách tư duy, về cách chúng ta vận hành não bộ. Thế nhưng, đến với sân khấu của siêu trí tuệ Việt Nam, đây là những siêu nhân. Họ có những khối óc bình thường, nhưng họ sẽ làm ra những điều phi thường. Và để có thể thẩm định được những phần thi này, chúng tôi cần phải có một dàn giám khảo rất là chất lượng. Và xin giới thiệu đến quý vị bốn giám khảo của chương trình hôm nay. Giám khảo khoa học, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam. Người dẫn chương trình, nhà báo Lại Văn Sâm. Ca sĩ Tóc Tiên. Biên đạo múa Trần Ly Ly. Và họ là giám khảo của siêu trí tuệ Việt Nam. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật đầu tiên của chương trình, thưa quý vị. Nhân vật này có một cái công việc mà tôi tin chắc rằng là người nào không kiên nhẫn hay là không có một cái độ cảm nhận sâu sắc về cuộc sống thì thường là họ sẽ ngán ngẩm nó ngay lần đầu tiên khi nghe đến cái tên của bộ môn này. Và cho đến khi người ta tìm ra được cái điều thú vị trong bộ môn, người ta mới biết là nó huyền diệu như thế nào. Bộ môn đó là yoga, thưa quý vị. Và một người tập yoga sẽ mang đến cho siêu trí tuệ Việt Nam những gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi tên là Lê Hồng Ngọc, xuất thân là một vận động viên võ thuật. Và hiện tại tôi đang là huấn luyện viên yoga quốc gia. Yoga được xem là một bộ môn thể thao trí tuệ, là sự kết hợp hài hòa của thể chất và nhận thức của não bộ. Tôi tin không có nút bấm thần kỳ nào đưa bạn đến thành công ngay lập tức. Để chạm đến đỉnh vinh quang, buộc phải có quá trình. Và tôi, Lê Hồng Ngọc, sẽ làm điều khác thường để tạo nên những giá trị phi thường. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi siêu trí tuệ Việt Nam. Và chúng ta sẽ biết được công dụng của đạo cụ này sau khi cô ấy kể cho chúng ta nghe.
câu chuyện của bản thân mình. Thưa quý vị, Lê Hồng Ngọc. Xin chào chị Ngọc. Xin chào anh Thành. Tôi cũng thật sự không biết là chị mang đến tiết mục gì mà lại gọi là siêu trí tuệ, nên chắc chị chia sẻ với khán giả một tí về bản thân mình trước đi ạ. Xin mời chị. Ngọc là huấn luyện viên yoga quốc gia, hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây Ngọc xuất thân là vận động viên karate, rồi cho đến chấn thương một thời gian thì mình đi làm việc này việc kia, rồi mình bị bệnh, mình sợ uống thuốc lắm. Nghe nói là tập yoga là có thể giảm uống thuốc, cho nên là mình chuyển qua mình tập yoga. Càng tập thì cảm thấy là mình hiểu được chính cái cơ thể của mình lắng nghe và mình cảm thấy biết thương mình hơn. Từ lúc đó đam mê cho đến bây giờ luôn. Em nói thiệt với chị là trong bao nhiêu cái đam mê, em cũng cầu mong em đam mê được cái môn như chị cho mình có sức khỏe và mình bớt mập lại. Mà vẫn chưa có thời gian để mà leo vô cái phòng tập, khổ ơi là khổ. Nhưng mà cái bộ môn yoga thì nó chỉ là luyện tập thôi, thì nó lại mang đến cái gì cho siêu trí tuệ ạ? Nó liên quan đến tâm trí, tinh thần và thể chất. Khi mà cái tâm của mình bình an và mình cảm thấy biết thương nhiều người hơn, mình biết thương thân của mình hơn, thì cái bộ não của mình có thể là nó khai sáng hơn, cái trí nhớ theo cái thói quen của mình. Và thưa quý vị, chúng ta cùng đến với thử thách dành cho chị Lê Hồng Ngọc. Thử thách lưu ảnh xuyên tường. Trên sân khấu có 5 khung thép tương ứng với 5 tư thế uốn dẻo có độ khó cao, được hệ thống vòng một vòng xoay có tốc độ xoay phù hợp. Người khiêu chiến có thời gian để quan sát, đồng thời nghiên cứu tư thế và độ gò của các khung để vượt qua. Kết thúc thời gian ghi nhớ, người khiêu chiến được bịt mắt và phải lần lượt thực hiện các tư thế chính xác để vượt qua các khung uốn dẻo mà không chạm vào khung thép. Vượt qua 5 trên 5 khung, thử thách thành công. Đầu tiên là chị phải sử dụng cái trí nhớ ngắn hạn của mình trong cái việc mình nhớ được năm cái ô này, cái vị trí nó ra làm sao. Phải nhớ luôn cái biên độ dao động của cái cơ thể mình đến đâu là phải dừng lại, để qua tới đây nó không có đụng, thì chị phải nhớ luôn cái vị trí đó. Cho hỏi anh Thành Nam, anh có nghĩ là tiết mục này có liên quan gì đến trí tuệ không ạ? Nó cũng liên quan đến cái năng lực ghi nhớ về vị trí không gian của cơ thể và cái tốc độ của vòng xoay, cũng như là các cái tư thế yoga, cái độ khó của những cái tư thế như thế nào sẽ quyết định cái độ khó tổng thể của cái thử thách mà chị Hồng Ngọc chuẩn bị mang đến cho chúng ta. Dạ vâng, chị Lily, chị là một giảng viên về bộ múa, là một biên đạo, theo chị thì cái này nó có khó lắm hay không? Thật lòng là mình đang phân vân nếu nó có kích động đến những cái bộ phận khác của não bộ để làm cho tâm trí an lành và mở ra những trạng thái khác, tôi hoàn toàn tin. Nhưng chỉ có một điều tôi đơn giản thế này thôi, con người ta làm mọi thứ đều do não bộ chỉ đạo. Nếu như não bộ của người bình thường, cho dù có tập đi chăng nữa, cũng chưa chắc đã làm được. Tất cả chúng ta đều chưa xem cái thử thách này, chúng ta mới chỉ dự đoán về độ khó, và cái điều đó nó làm cho cái chương trình siêu trí tuệ của chúng ta nó thêm phần hấp dẫn. Nhưng mà hãy nhớ rằng ở trong chương trình này thì chúng ta đang tiếp cận trí thông minh theo một cái quan niệm rất là mở. Tất cả những người mà đến đây, họ đều là những người phi thường. Đó là những chia sẻ của giám khảo khoa học. Và bây giờ sẽ là nhận định của ba giám khảo còn lại để đánh giá về độ khó của tiết mục này. Có nhiều khái niệm về bộ óc của con người hay là về năng lực của con người lắm. Trí tuệ nó khác, thông minh nó khác. Thông minh khác. Nhưng mà để mà thể hiện như thế này, mà nếu nói như bạn ấy là lần đầu tiên bạn tiếp cận với những cái này và bạn nhìn, bạn hình dung ra tất cả mọi thứ, để rồi sau đó bạn ghi nhớ cả hình ảnh cho đến vòng quay, rồi tất cả các thứ không gian, thời gian ở đây, để bạn ấy có thể bạn ấy làm sao bạn vượt qua được những thử thách này, thì tôi đánh giá là mức độ 3. Bởi vì bạn là vận động viên, với việc thể hiện tất cả cái đó ấy, thì là nó dễ hơn những người khác. Tiết mục này đã được trình diễn ở siêu trí tuệ thế giới. Người đó thất bại ở cái khoảnh khắc cuối cùng. Quý vị xem lại cái đánh giá của mình nhé. Sau khi mà nghe anh Thành chia sẻ, em biết rằng là mọi người sẽ có một sự kỳ vọng về điểm số. Nhưng mà nếu như là một cái con số nó không đúng như cái mong mỏi của chị, thì biết đâu đó lại là cái thử thách mà chị càng có thêm quyết tâm rằng là tôi phải chứng minh rằng là những vị ban giám khảo ở đây đã sai rồi. Em mong rằng là chị sẽ chứng minh rằng là em đã sai. Mặc dù mình biết là những cái động tác yoga đó đòi hỏi một cái sự tập trung cao độ về tinh thần cũng như là tâm trí, nhưng mà để mà đánh giá về cái việc dùng cái trí lực của mình để giải quyết cái vấn đề thì khá là phân vân với cái thử thách này. Mời chị Lily ạ.
thực ra lúc nãy khi mọi người phân tích ra, mình chỉ là muốn làm rõ. Yeah. Thế và tôi nghĩ rằng nếu mà là đây là lần đầu tiên chị được nhìn những cái hình thù này thì chị phải có một cái sự tổng hợp rất là cao. Cho nên tôi cũng thay đổi cái suy nghĩ của tôi một tí và tôi nghĩ rằng cái độ khó cũng như các anh chị. Cũng là 3. Tính ra thì chỉ có khoảng 5 giây thôi để thay đổi một cái tạo hình. Chị phải ghi nhớ được các hình khối, chị phải chia được khoảng thời gian cho chính xác. Đấy là cái khó. Làm như là thử thách nó thích tìm tới chị hay sao? Yeah. Ban giám khảo có cho điểm cao hay điểm thấp hay điểm như thế nào Ngọc vẫn vui. Còn cái việc của Ngọc là tập trung thực hiện những cái tư thế qua cái khung. Và thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho chị ghi nhớ lại cái không gian, cái tốc độ quay của cái vòng xoay này. Mời chị ghi nhớ, bắt đầu. Năm tư thế này có làm khó được nữ huấn luyện viên yoga Hồng Ngọc? Tốc độ của vòng xoay có khiến cô ấy cảm thấy lo lắng? Bằng một cái kinh nghiệm nhà nghề thì chỉ việc ngồi thu mình và vẽ 3D cái không gian xung quanh mình thì tôi nghĩ là không phải là quá khó. Tâm trạng nó hơi hồi hộp một chút. Tuy nhiên nội quán ở bên trong đó, mình luôn tập trung để mình giúp cho cái bài tập của mình nó hoàn hảo hơn. Khó là sau đấy phải bịt mắt. Thưa quý vị, không hề đơn giản nhé. Hãy xem chị làm điều này như thế nào. Và bây giờ xin mời các trợ lý khoa học hãy ra bịt mắt chị ấy lại. Và thưa quý vị, chúng ta cùng đến với thử thách dành cho chị Lê Hồng Ngọc. Bắt đầu. Điểm khó nhất ở đây là thời gian và cái việc canh chỉnh như thế nào trước khi bước qua một cái tư thế mới. Cái cơ thể và tâm trí tạo ra một cái sự cân bằng ấy thì mới tạo ra một cái tạo hình trong một khoảng thời gian nhất định được. Hồng Ngọc chinh phục thành công. Và tư thế cuối này sẽ ra sao? Cùng chờ đợi sau ít phút. Tiên thấy chị Ngọc có một cái sự run rẩy trong cái việc mà tạo tư thế khó mà gấp rút về thời gian cũng như là sự hạn chế về không gian như vậy. Ừ.
phải chi mình giữ lại thêm 2 giây thì mình đã vượt qua chính mình. Có lẽ là cái tình trạng sức khỏe của Hồng Ngọc cũng không phải ở trong cái trạng thái hoàn hảo để giữ cái dáng người. Đấy là một cái điều đáng tiếc. Ổn không chị? Trời, cái này nó mất sức lắm thưa quý vị. Chắc chắn rồi. Chúng ta nhìn thì nó đơn giản thôi chứ nó mất sức khủng khiếp. Dạ vâng, chị Hồng Ngọc đây thưa quý vị đang bị bệnh tim. Chị bị hở 2 cái van tim và chị rất cố gắng để đến với chương trình của chúng ta. Dạ, xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho chị Hồng Ngọc thưa quý vị. Chỉ còn một chút xíu nữa thôi là đã vượt qua được cái thử thách cuối cùng. Có rất nhiều yếu tố mà bộ não phải xử lý đa nhiệm trong cùng một thời điểm. Cả trí nhớ về mặt không gian, thời gian qua cái vòng xoay, cái việc mà phải sử dụng, vận dụng tất cả các cơ để lên được đúng cái thế, nhớ theo đúng các cái khung này. Và thực sự là tôi cảm thấy rất là căng thẳng khi mà xem cái cách mà chị chuyển từ tư thế này sang tư thế kia. Tim tôi cũng cảm thấy là thót lại, không biết là các cái tư thế đấy nó có lọt qua khung hay không đấy. Và cảm giác rất là tiếc nuối với khoảnh khắc cuối cùng, còn một chút xíu nữa thôi. Tôi nghĩ rằng chị vẫn là một huấn luyện viên yoga tuyệt vời. Vâng. Cho em hỏi chị là đối với cái động tác cuối cùng á, không biết là do thời gian nó làm cho mình bị ảnh hưởng hay là do cái tư thế mình nó chưa vào đúng của cái khung đó ạ? Nó hơi bị đuối một chút xíu. Trước giờ Ngọc tập yoga là Ngọc tập từ từ chậm rãi thôi mà những cái khuôn này là Ngọc phải làm nhanh. Cho nên là cũng chưa có quen lắm với lại cái nhịp độ của cái làm nhanh này. Tức là với cái khung đó là chỉ có động tác đó thôi chứ không làm động tác khác không, được. Không thể làm động tác khác được. Cái này để dành cho nó. Nhưng mà tức là ví dụ như cái động tác khó đấy nó phải gồm 3 động tác. Một động tác gập người, một động tác chống tay rồi mới lên được cái chân. Như thế nó cái khoảng thời gian ấy để mà làm được động tác đấy nó gấp 3 lần với cả cái động tác khác. Tức là cái tốc độ mà chuyển từ động tác này sang động tác khác chị cũng phải ghi nhớ ở trong cái khoảng thời gian, cái khung nó di chuyển. Nếu như anh hỏi em một cái câu khuyên chân thành cho anh là có nên để vợ tiếp tục tập yoga không thì em thấy anh thấy nguy hiểm quá, anh thấy sợ quá. Trông nó vặn vẹo, nó xoắn vỏ chuối này kia trông khiếp đảm quá. Thật ra là thầy có dạy là mình đừng có nên khuyên người khác khi mà mình chưa có trưởng thành. Tóm lại là ẩn ý ở trong cái câu trả lời đấy là tốt nhất là anh bảo vợ anh đừng có tập nữa, đúng không? Dạ không ạ. À. Dạ ẩn ý của chị nói rằng là khi anh chưa làm được cái này thì đừng khuyên ai. Thì cứ để cho bà vợ tự cảm nhận. Tóc tiền phải suy nghĩ. Dạ trước không, khi có quyết định tập không, phải không? Dạ không, sang năm. Em quyết định là sang năm có thời gian thư thái hơn là em sẽ phải đi tập. Biết đâu mình chinh phục một đỉnh cao không mới. Không phải, tại vì cái gọi là một cái bệnh nghề nghiệp của phụ nữ mình mà làm nghệ sĩ rồi mang giày cao gót nhiều á chị, gân đầu gối kêu tập gym. Em tập gym mà nó kêu rắc rắc như người già vậy anh. Và hôm nay nếu nói về tinh thần thì thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy đúng là một chân nhân rất bình thản với mọi vấn đề. Đó là chị Lê Hồng Ngọc khi đến với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Cho Ngọc cảm ơn anh Trấn Thành và cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn chồng con. Ôi chồng con nè hả? Lên đây. Tràn lên các cháu. Sao ông chồng không vui vậy? Trời ơi. Con chồng đáng yêu dễ sợ, thấy bà vợ mừng quýnh chạy lên giống như kiểu mà lấy số báo danh vậy đó. Xin chào anh Trấn Thành. Dạ. Chào quý vị ban giám khảo và khán giả. Tôi tên là Nguyễn Thiện Tính. Tôi là cũng là huấn luyện viên yoga. Phó chủ tịch hội đồng chuyên môn Liên đoàn Yoga Việt Nam quý vị. Wow. Nhân nghề. Tôi chính là huấn luyện viên yoga của đội tuyển và cùng với bạn Ngọc hơn 10 năm trước tập luyện và gây dựng cái phong trào ở thành phố Hồ Chí Minh. Thật sự là rất là hồi hộp quý vị. Và tôi nhìn thấy cái hình, tôi tin chắc là bạn của tôi vượt qua được 3 thế, tôi chấm 3.5 quý vị. Nhưng mà không dám coi và luôn cầu nguyện tin bạn mình làm được. Biết là thử thách cái số 4 và số 5 vô cùng khắc nghiệt quý vị. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh. Ông trả lời giống như cái tâm lý của mấy cái cô hoa hậu mới nhận giải. Dạ, cảm ơn cha mẹ chương trình tạo điều kiện cho con thi chương trình này mà trong khi vợ ông thi đó.
Thấy thương quá, ông chồng gì đâu mà đáng yêu quá, chân thành dễ sợ luôn. Ủa hồi xưa là chị với ảnh là ai rủ ai tập yoga vậy? Hồi trước là Ngọc đi tập yoga là tập thầy. Thầy dạy. À thầy, ôi. Em hay kêu chồng là thầy lắm. Sao vậy? Em, tại vì là giống như là một người thầy, giống như, cũng giống như là một người anh, một người, người gần như một người cha. Cho nên là gọi thầy không à, quý lắm. Sao khóc? Trả lời đi coi, sao anh khóc anh thầy? Không có, chị biết nói cảm ơn thì thật ra trước khi bắt đầu chương trình tính rất xúc động quý vị. Tính biết là nhìn cái này có thể quý vị không phải là qua cái chuyên môn mà tập luyện thử thách rất là khó. Tính nhớ lại những cái học về não bộ và tư duy tích cực đó quý vị. Luôn sẵn sàng đón nhận cái thử thách ở ngoài đời quý vị, quý vị. Cái thử thách là giúp chúng ta tốt hơn. Chỉ mong mình trưởng thành hơn chứ không mong không gặp khó khăn. Trong thể thao nó có cái câu nói là đổ mồ hôi trên thao trường sẽ ít nước mắt trên đấu trường. Trên thảm thể thao là có mồ hôi và nước mắt trong đó quý vị. Thì cái thử thách còn phía trước luôn quý vị. Nhưng mà chúng tôi tiếp tục làm việc cái đam mê. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là chân thành và đầy hướng tích cực cũng như là xây dựng của anh. Mình rất là hãnh diện khi mà ảnh nói lên những cái điều mà mình muốn nói. Thưa quý vị, đây là một gia đình rất là đáng yêu. Và tôi tin chắc là họ rất là quan tâm và yêu thương nhau. Và hơn ai hết qua cái cách họ chia sẻ, chúng tôi tin chắc là họ rất là tử tế với nhau trong cuộc sống. Và cảm ơn các anh chị đã đến với chương trình, mang đến một cái câu chuyện cực kỳ là dễ thương. Và thưa quý vị, gia đình của chị Lê Hồng Ngọc với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Trong thể thao nó có cái câu nói là đổ mồ hôi trên thao trường sẽ ít nước mắt trên đấu trường. Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận cái thử thách ở ngoài đời. Cái thử thách là giúp chúng ta tốt hơn. Chỉ mong mình trưởng thành hơn chứ không mong không gặp khó khăn. Chúng ta sẽ gặp gỡ nhân vật tiếp theo sau vài phút giải lao. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact, hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Quý vị và các bạn đang trở lại với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Tiết mục tiếp theo, chúng ta có 83 miếng domino. Chúng tôi không hy vọng là quý vị nghĩ đây là một tiết mục chơi domino. Đây là một thử thách cho nhân vật tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chú, con tên là Minh Hiếu, năm nay con 9 tuổi, con đến từ Hà Nội. Mẹ thường hay bảo con hiếu động, mà con thấy hiếu động có sao đâu. Mỗi khi con hiếu động, con lại khám phá ra nhiều điều mới lạ hơn. Sở thích gần đây của con là đi xe thăng bằng. Mỗi khi đi xe thăng bằng, con lại thấy mình ngầu ngầu kiểu gì ấy. Con thích cảm giác đi trên xe và phóng thật nhanh về đích. Giống như khi con giải một bài toán vậy, con muốn giải thật nhanh để đưa ra đáp án. Từ nhỏ con đã rất thích chơi với những con số. Không cần máy tính, con cũng có thể đưa ra một đáp án đúng nhất, chính xác nhất. Đừng thấy con bé mà các cô chú nghi ngờ khả năng của con nhé. Con đến với Siêu Trí Tuệ Việt Nam bằng một sự tự tin siêu to khổng lồ. Con muốn vượt qua thử thách của chương trình và thành công rực rỡ. Con sẽ làm cho mọi người tự hào về con. Siêu Trí Tuệ Việt Nam, chờ con nhé. Con là Minh Hiếu. Khẩu khí khá lắm anh bạn nhỏ. Mời quý vị gặp gỡ Minh Hiếu. Thank you.
thiết bị hiện đại quá ha. Cái này dễ đi không cháu? Cái xe này nó không dễ đi ạ. Ai chỉ con đi hay gì? Dạ thưa chú, là lúc đầu là con tập là mẹ con giữ cho con đi, xong về sau là con tự quen được, sao con tự đi luôn ạ. Em như siêu nhân nhỉ, đi đâu đi. Hồi xưa con thích siêu nhân nhưng bây giờ là hết thời con thích siêu nhân rồi ạ. Hết thời rồi thì thích gì? Con bây giờ con thích đá bóng ạ. Thích đá bóng à? Tại sao mình cũng thích siêu nhân nữa? Là vì đi được rồi phải không? Vì một cái là siêu nhân hơi ảo tưởng ạ. À, siêu nhân hơi ảo tưởng đúng không? Nhưng thích cái gì thực tế hơn đúng không? Vâng. Thì con có thích chú không? Có. Ừ, may quá, may quá. Lúc đầu con kiểu là biết chú sẽ quay chương trình này thì lúc ấy con rất là hồi hộp, muốn gặp chú ấy, là gặp người nổi tiếng. Người nổi tiếng dễ thương ra màn. Thế bây giờ con là ai, con giới thiệu cho mọi người biết đi nào. Chào cô chú, các bác, con tên là Minh Hiếu, năm nay con 9 tuổi, con đến từ Hà Nội. Con ra đây chú thấy là con có vẻ rất là tự tin, con không có lo sợ gì hết hả? Vâng ạ, con cũng có hơi lo sợ một tí ạ. Lo sợ cái gì nào? Mọi người hay nói cố lên ạ. À, mọi người hay nói cố lên á hả? Khi nói cố lên thì con lại không thích cố lên. Con thích kiểu như là nói trong đầu ấy à. Chứ đừng nói ra ngoài thật, nói ra ngoài đời thật kiểu như là nó khó khăn lắm ấy à. Ở trong trường con học giỏi môn gì? Dạ thưa chú, là ở trong trường con chỉ học giỏi mỗi môn toán ạ. Thế còn môn văn của con nó đi về đâu? Dạ thưa chú, là môn văn con học rất kém ạ. Mỗi một người cũng nên giỏi một môn này con ạ. Nhá, không việc gì mình phải lo. Bây giờ hãy xem chúng tôi đưa ra thử thách. Thử thách Domino siêu tốc. Có tổng cộng 83 quân cờ Domino được xếp liên tục tạo thành một đường nối dài. Số chấm trên mỗi quân cờ tương ứng với một con số. Ban giám khảo sẽ rút bỏ 10 quân cờ bất kỳ để tạo thành một kết quả ngẫu nhiên. Người khiêu chiến phải vừa di chuyển trên xe thăng bằng và vừa phải cộng lần lượt các chấm trên 73 quân cờ còn lại. Thử thách được thực hiện một lần duy nhất. Đưa ra đáp án chính xác, thử thách thành công. Khó ở chỗ nào? Là tôi sẽ là người đẩy, cái này ngã thì tất cả sẽ ngã theo, nên tốc độ nó di chuyển phải nhanh hơn cái độ ngã của cái chồng domino này để kịp thấy những cái domino còn lại mà cộng để ra đáp án, được chưa? Đầu tiên anh thích cái há mồm của em vừa rồi. Tại vì nó rất là chân thật và ngây thơ. Tại vì em không nghĩ là chương trình có cái gọi là một cái mở ngoặc mà gọi là gây cứng và thử thách như vậy. Tại vì em nghĩ là chỉ là điên vòng rồi cộng thôi, đúng cũng không đến nỗi mà ai nhìn là còn cái thêm cái vụ thời gian này nữa. Khi mà mình nghe thử thách đúng là khó, nhất là đối với một người mà nhìn cái domino còn chưa đọc hết được cái số như tiền. Con có nghĩ là con làm được không? Con nghĩ là con làm được. Bao nhiêu phần trăm? 50-50. 100% đi con. Đáng yêu quá. Chị rất là ấn tượng với cả mọi thứ liên quan đến thời gian. Tức là cái độ nhanh và cái độ bật, cái lúc đấy nói là hoàn toàn có thể không kịp. Tôi rất là muốn chờ đợi để xem cái cảm giác thời gian như thế nào. Ban nãy tôi cũng bị ngạc nhiên với cái thử thách này. Nhất là đổ cái domino này, nó gây ra một cái áp lực rất là kinh khủng. Cháu ơi, đừng có vội vào quá mà ngã. Ở đây là cũng mệt phết đấy. Cho bác Sâm biết là cháu đi giỏi kiểu gì ra bắt tay luôn à. Ồ, trời nha. Cố lên. Mặc dù không thích từ cố lên, bác vẫn nói cố lên. Cố lên Minh Hiếu. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá độ khó của tiết mục bởi giám khảo Trần Ly Ly. Để làm được cái thử thách này không phải dễ dàng chút nào. Đây là một thử thách khó, nhưng cũng không phải quá khó để mà đưa ra những cái số điểm như 4, 5 được. Chị Ly cho 3. Anh Sâm thì sao ạ? Tôi lúc đầu tôi cũng chỉ nghĩ là 3 thôi. 3. Nhưng mà vì cái vụ mà đổ xong là bắt đầu là bạn phải rút kịp 10. Với tôi... 4 điểm. Tóc tiên.
chương trình rất là ác khi đánh đúng vào cái điểm yếu tâm lý của Tiên là Tiên rất thích con nít. Cho nên là mình rất là hay bị gọi là khó khăn trong việc cho điểm. Suy nghĩ rất là nhiều. Vì cái thử thách của độ khó nó đã tăng lên khá là nhiều. Nước tăng lực còn bát hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Thưa quý vị, đầu tiên là chúng ta thấy là cháu phải đối diện với áp lực thời gian. Cái thứ hai, cháu phải kịp ghi nhớ lại tất cả những hình ảnh của những cái domino này. Nhìn nó thiếu một cái dấu chấm cho cái domino đã là cộng sai. Cái thứ ba là dùng tiếp cái trí não của mình trong việc cộng tất cả các cái đó lại. Trong lúc cộng được từ A tới B phải nhớ cái đáp án C. Để có cái đáp án C được cộng tiếp cái D nó ra đáp án E. Thì phải nhớ những cái kết quả liên tục như vậy trong một khoảng thời gian ngắn nhất. Mà nó không những chỉ là ngắn về thời gian mà nó ngắn về cái cảm giác của áp lực. Tại vì nó đổ cho mình thấy thì cái cảm giác nó còn hồi hộp hơn. Rất là nhiều những cái mà não phải cùng làm việc một lúc thì mới có thể làm được. Chú hy vọng là con thành công nha. Cảm ơn con trai. Mời con về thế khiêu chiến. Bây giờ xin mời 4 vị giám khảo lên sân khấu chọn cho tôi 10 thanh domino bất kỳ. Xin mời. Cả 4 vị giám khảo đang rất nghiêm túc để đưa ra sự lựa chọn ngẫu nhiên nhưng cũng đầy dụng ý. Dường như cả 4 vị giám khảo đang muốn thử thách cậu bé Minh Hiếu nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, tất cả những chỗ trống đã được trám lại. Và bây giờ mời cháu mở mắt ra để chuẩn bị đến với thử thách của mình. Thưa quý vị, vì lực độ của domino rất là nhanh nên chúng ta sẽ dành cho cháu bé khoảng một nửa đường. Rồi lúc đó tôi sẽ đạp đổ domino. Bây giờ chúng ta hãy xem bạn nhỏ của chúng ta có hoàn thành được thử thách này hay không? Con hơi run tại vì cảm giác là con không nhớ được hết số á. Bắt đầu! Trong quá trình mà Hiếu bắt đầu đếm và tay của Hiếu cũng có làm những cái động tác, tôi rất là tò mò để muốn hiểu rằng là bạn ấy đã có một cái thuật để có thể tính nhẩm được. Vâng, và nửa đường. Nó không thuyết phục. Chậm quá đúng không? Không có ý nghĩa gì cả, cháu nó chạy qua hết rồi, domino cứ đuổi theo nó thôi. Là một tưởng phần là 3. Nó đuổi theo domino thì nó mới là khó, chứ còn như thế này thì cũng... Một lần nữa, cái vấn đề duy nhất mà Minh Hiếu phải đối mặt đó là thời gian thôi. Để phần thử thách của Minh Hiếu thêm công tâm và thuyết phục, ban giám khảo sẽ lựa chọn lại 10 quân cờ domino khác và MC Trấn Thành sẽ đập đổ quân cờ sớm hơn. Áp lực càng thêm áp lực, mong rằng cậu bé đáng yêu Minh Hiếu không làm cho tất cả phải thất vọng. Chúng ta sẽ dành cho cháu 1/3 quãng đường này, sau đó tôi sẽ đạp đổ domino. Mọi người nghĩ áp lực là cái gì đó nó không tốt, nhưng chỉ cần một chút xíu áp lực nó trở thành động lực để cho bạn ấy bứt phá. Bắt đầu nào. Chúc con may mắn. Bắt đầu. Chính thuật là con cứ đi chậm, chính xác 1/3 số đường. Nhớ đâu 1/3 quãng đường ấy mình lại tính sai thì chết. Thank you.
trong tầm khoảng một nửa cái chặng đường còn lại là bạn ấy hầu như là đi lướt qua. Cho nên là Tiên rất là hoang mang, không biết là ủa rốt cuộc là Minh Hiếu đã kịp cộng chưa hay là em ấy bỏ cuộc. Hồi hộp quá. Trong cái quá trình Domino đang đuổi theo đấy, bạn vẫn có thể cộng được tất cả những cái con số. Cái khả năng của bạn còn vượt xa hơn cả cái mà bạn đang thể hiện. Đáp án của cô là 554. 554. Và thưa quý vị, đáp án này có chính xác hay không? Chúng ta sẽ gặp nhau sau vài phút giây lao. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn đã trở lại với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, chúng ta vừa thấy một điều kinh ngạc trên sân khấu. Một bạn nhỏ phải chạy đua với tốc độ của cái việc mà đổ domino. Và bạn ấy đã đưa ra đáp án cho cái bài toán vừa rồi là 554. Liệu đây có phải là đáp án chính xác hay không? Bây giờ chúng ta mời các cô trợ lý khoa học cùng mang 10 cái thanh domino mà bị lấy ra. Xin mời. Chúng ta qua đây kiểm tra. Ở đây là 8, 10, 10, 6, 6, 8, 10, 1, 9, 7. Tổng của 10 cái thanh domino này là 75. Thưa quý vị, 83 thanh domino này có tổng số là 629. Chúng ta xem kết quả trên màn hình. Thử thách thành công. Trời. Trong tương lai nếu chúng ta đặt nhiều hơn nữa áp lực thời gian thì cậu bé này sẽ còn phát triển nhiều hơn trong cái khả năng tính nhẩm của cậu bé, chứ không phải dừng lại ở những cái việc mà tính những con số domino không. Khủng khiếp. Giỏi quá. Wow. Không biết là anh Nam hồi nãy có bấm giờ là khoảng bao nhiêu không? Tổng thời gian ứng viên của chúng ta hoàn thành thử thách là 41 giây cho 73 con số domino. Tôi nghĩ rằng là bạn có thể khẳng định nhanh hơn với cả 41 giây nữa. Nhưng mà cho cô hỏi là tức là lúc cái đầu khi mà chú Thành chưa có ấn cái domino thì con đi khá là thông thả. Sau đó là khi mà chú Thành ấn thì con vèo một cái luôn. Thì cô không biết là con vẫn tính được á. Con vẫn nhìn rõ được từng chữ số á. À nhưng mà từ khúc đầu là vì chú Thành chưa có áp lực thời gian nên con cứ thông thả trước cho chắc ăn hả hay sao? Mẹ con và các cô thường nói là lúc đầu mà chưa đạp thì con cứ đi thông thả cái đầu chắc cái đầu trước rồi. Thế sau thì con phải bắt tốc độ ạ. Vậy luôn là giỏi quá. Nhưng mà cho cô hỏi là thí dụ như cộng ba chữ số kiểu gì, mấy trăm mấy cộng với mấy trăm mấy hay là ngàn mấy cộng mấy ngàn thì con có cộng nhanh được vậy luôn không? Vậy tinh thần con mà tốt thì con có thể cộng nhanh, nhưng mà tinh thần con không tốt là con không cộng được. Vâng, và bạn ấy vẫn chính xác. Cái này kinh ngạc. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay nồng nhiệt cho bạn nhỏ của chúng ta. Có thể nói rằng đây là một cái thử thách về tính nhẩm tốc độ. Và Minh Hiếu trong 41 giây phải hoàn thành 73 phép tính. Điều khó hơn nữa là các quân domino này nó không hiện lên là dưới dạng số mà là dưới dạng chấm. Và chúng ta sẽ phải có mất một thao tác, tức là mã hóa từ những cái chấm này chuyển thành số và cộng lại với nhau trong một cái khoảng thời gian rất là nhanh là 41 giây. Với những cái người nào mà chưa từng đi xe thăng bằng ấy, là chúng ta khi mà lên xe là chúng ta còn phải bộ não của chúng ta còn phải giữ thăng bằng và phải đi với cả một cái tốc độ mà được kiểm soát nữa để có thể vừa tính được tất cả những cái con số trong cái áp lực thời gian như vậy. Thì đây là một cái thử thách không hề dễ dàng với tất cả những bạn, đặc biệt là những bạn 9 tuổi. Thì thưa quý vị rằng là
Ngày hôm nay chúng ta vừa chứng kiến một điều ngoạn mục trên sân khấu và để xem giám khảo Thành Nam sẽ dành tặng cho tiết mục này bao nhiêu điểm. Chúng ta cùng theo dõi nào, xin mời. Bảy điểm thưa quý vị. Đây cũng là một cái tiết mục khá là khó đối với cả một cái bạn trẻ ở lứa tuổi của Minh Hiếu. Tuy nhiên cái việc mà thực hiện những cái phép tính ở đây chỉ là phép tính cộng và những cái con số lớn nhất chỉ là 12. Điểm đột khó là 7 nhân với 11 điểm của ba vị giám khảo, còn lại là 77. Rất là đáng tiếc. Lúc đầu con cứ ghi là 8 điểm nhưng chú lại chọn 7 điểm. Con có buồn lắm không? Con không buồn lắm ạ. Vì sao? Vì mỗi một cuộc thi con lại học hỏi được nhiều điều hơn khi con thi trượt ạ. Và là con thi được giải ạ. Con không có thi trượt. Dễ thương quá à. Và cái mà tôi tâm đắc nhất là khi kết thúc ấy, bạn rất là thoải mái. Cái việc rất là quan trọng đối với một người trong cái sự thành công lâu dài của người đó. Cái này không gọi là thi trượt. Với thử thách này thì mình đã thành công rồi. Tôi xin có một chút chia sẻ các ý kiến là như thế này. Với tư cách là giám khảo khoa học thì tôi về mặt tình cảm tôi phải bỏ sang một bên. Rất khó khăn đưa ra những cái tiêu chí để lựa chọn các thành viên và biệt đội siêu trí tuệ đi thách đấu với tuyển thủ khác đến từ quốc tế. Hôm nay con là người chiến thắng. Và chiến thắng ở trong chương trình siêu trí tuệ Việt Nam. Chúc mừng con. Thưa quý vị, ngày hôm nay đến với trường quay chúng tôi có mẹ của cháu. Tôi cũng muốn biết là cái cách chị giáo dục như thế nào để ra một đứa con lễ độ và ngoan ngoãn như thế này. Xin mời chị có thể lên sân khấu ạ. Xin chào chị. Chị giới thiệu một tí với mình đi ạ. Chào khán giả của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Mình là Bùi Thị Minh Thư, là mẹ của cháu Minh Hiếu. Hiện nay mình đang làm kế toán ngân sách của Ủy ban dân phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dạ vâng ạ. Thưa chị, là cháu nó hồi nhỏ đó, chị có phát hiện là nó có những cái khả năng đặc biệt hơn các bạn nhỏ khác hay không? Kính thưa khán giả là ngay từ lúc còn bé, con đã rất thích các con số. Và khi 5 tuổi, con đã thuộc bảng cửu chương từ 1 đến 9, cả nhân và chia. Để giữ một cái bạn nhỏ hiếu động như vậy mà biết cách lễ độ, lễ phép, ngoan ngoãn như vậy, chị có phải mất quá nhiều thời gian cũng như là cái sự rèn luyện cho bạn hay không? Thưa các khán giả là con thì thật sự là rất hiếu động. Nhưng mà con lại là một đứa trẻ rất là ngoan. Bố mẹ hoặc là ông bà nói là con dừng ngay. Ví dụ như là con rất thích bóng đá. Con có thể xem tất cả các kênh liên quan đến bóng đá, kể cả thức đêm. Thế nhưng mà mẹ bảo là 10 giờ dừng là con tắt tivi. Chứ con không bao giờ phải đợi mẹ ra rút điện hoặc là mẹ tắt thì không có chuyện đấy. Đấy nghĩa là cá tính là do con ạ. Ồ, em cũng nghĩ vậy. Hồi nãy em có vô tình trong lúc chờ đợi setup, em có đứng em xem một cái clip về đua xe. Cháu nói lời nói, chú Thành ơi, có rất là nhiều cái sở thích, nhưng mà nếu chú có muốn thể hiện sở thích thì chú đừng có thể hiện là đua xe nhá. Dạo này tai nạn giao thông nhiều lắm. Thưa chị, là ở đâu ra một cái bạn nhỏ mà nó đáng yêu như vậy? Quá ý thức, quá lễ độ. Sao con muốn chia sẻ gì với chú nào? Con và chú đừng làm thế vì là con đang xem bản tin thì người ta cũng cho về đua xe. Xong có như là bị tai nạn ấy à. Ừ. Xong rồi thì là phải đi bệnh viện, xong rồi bị tật, không đua được xe nữa. Dạ, dạ. Không, chú biết. Dạ, cảm ơn con đã chia sẻ. Cảm ơn thông tin của con. Quý vị thấy không? Có những cái nó đến từ cái ý thức cá nhân của đứa trẻ. Và em xin chúc mừng chị đã có được một món quà tuyệt vời của Thượng Đế. Xin cảm ơn sự có mặt của bé Minh Hiếu với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Ước mơ sau này của con là trở thành chủ tịch nước ạ. Vì con thích nghề này lâu rồi ạ. Bên cạnh ước mơ đó, con mong muốn một lần trở lại Siêu Trí Tuệ Việt Nam và chứng minh khả năng của mình. Siêu Trí Tuệ Việt Nam.
chờ con nhé. Con là Minh Hiếu. Quý vị và các bạn thân mến, và nhân vật cuối cùng đến với chương trình sẽ mang đến cho chúng ta một khả năng đặc biệt về một loài sinh vật sống dưới nước. Chúng ta sẽ chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ APAS Leaders, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Quý vị và các bạn đang trở lại với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, nếu như chúng ta để ý thì trên sân khấu hiện nay đang có hai cái hồ cá rất là đẹp, đó là cá koi. Cá koi là một loại cá chép Nhật, một loại cá phong thủy, được rất là nhiều những cái gia đình mà họ có điều kiện giàu có, họ nuôi ở đó để làm phong thủy, mang đến sự sung túc và giàu sang. Và ở đây chúng ta có 50 con, mỗi một con cá như vậy có trị giá trên 7.000 đô. Tại sao những chú cá koi này lại có mặt ở đây? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt ngay sau đây. Tôi là Thắng Ngôn. Tình yêu cá koi luôn mãnh liệt trong tôi. Nghề này không đơn giản như mọi người nghĩ. Nó cần một trí nhớ tốt để tích lũy kinh nghiệm. Trong suốt 3 năm qua, tôi đã dùng những kinh nghiệm này để rút ra cho mình những kết luận rất là chính xác. Tôi đã từng nhìn qua và tiếp xúc hơn 100.000 cá koi tại Nhật Bản với tất cả các kích cỡ khác nhau, từ những chú cá koi mới nở chỉ bằng đầu que tăm và những chú cá koi kích thước gần 120cm. Để đánh giá chất lượng về một chú cá koi, không đơn giản là chúng ta chỉ dùng mắt, phải kết hợp tay và những cái cảm giác, cảm xúc của mình để chúng ta có thể cảm nhận được. Từ trực quan sinh động, tôi sẽ chuyển thành tư duy chủ tượng để đối chiếu lại với thực tiễn mà tôi đã trải qua. Khi tôi chạm vào con cá, tôi sẽ cảm nhận được cấu trúc body, làn da của cá và kể cả những bệnh mãn tính biểu hiện bên ngoài mà không cần phải dùng mắt, tôi vẫn có thể phát hiện được. Là một trong 12 giám khảo quốc tế và là người Việt Nam duy nhất trong cuộc thi All Japan Koi Show kỷ niệm lần thứ 50, để chấm điểm cho một chú cá koi có thể trở thành hoa hậu thì không khác gì chúng ta đang chấm điểm cho một cô hoa hậu trong một cuộc thi dành cho con người, bao gồm các yếu tố nhất dáng, nhì da, thứ ba là ứng xử. Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi đến với sân khấu Siêu Trí Tuệ Việt để kiểm nghiệm lại những kiến thức của mình, cũng như chứng minh rằng việc tôi làm được sẽ rất ít người có thể làm được. Thưa quý vị, đây là một trong 12 vị giám khảo cho những cuộc thi cá koi quốc tế. Anh ta đang sở hữu một con cá koi đang được mọi người săn lùng, trị giá lên đến hơn 100.000 đô. Tình yêu của anh ta dành cho cá koi nó mãnh liệt như thế nào? Thì thưa quý vị, vua cá koi Việt Nam, Thắng Ngô. Mời anh ạ. Xin chào ban giám khảo, xin chào tất cả khán giả trên trường quay và tất cả khán giả xem truyền hình. Tôi tên là Thắng Ngô. Anh có thể cho mọi người biết sơ sơ thông tin về anh được không? Những thành tích anh đã đạt được trong cái bộ môn này ạ? Cái bộ môn cá koi này thực ra này nó cũng là do một cái duyên nó đưa đến, chứ không phải là mình lựa chọn nó. Thực ra thì mình yêu động vật từ bé rồi, chứ không phải là tới bây giờ. Kể cả hồi lúc mình 5-6 tuổi, mình cũng hay đi bắt cá, mình mang về, mình thả vào cái hồ xi măng để mình nuôi. Sau đó là mình lớn lên thì mình cũng đi bộ đội, mình làm sĩ quan cũng được mười mấy năm. Năm 2007 là mình quyết định mình xin ra, mình làm kinh tế thì 5 năm đầu tiên mình ra mình rất là bị stress. Khi mà mình bị stress như vậy á, vợ mình có nói, anh dừng lại hết tất cả đi. Anh muốn làm cái gì anh làm, nhưng mà đừng nghĩ tới cái chuyện mà mình đang giải quyết nữa. Thì lúc đấy mình nghe bà xã mình, và mình bắt đầu mua cá koi về chơi. À, thưa anh, lúc đó là anh đang khó khăn thì bà xã nói như vậy, chắc bà xã anh có điều kiện lắm hả?
bạn phải có cái thế lực nào đó chứ. Thực ra thì mình cũng đã ngoan cố lắm rồi. Dạ. Ừ, nhưng mà tới thời điểm đó mình nghĩ bà đúng, phải dừng lại. À dạ vâng. Tạm dừng chứ không phải dừng lại. Dạ vâng, dạ vâng. Thì ngày 1 tháng 5 năm 2013, mình bắt đầu mình đi mua cá coi về mình chơi. Mình mua về mình chơi thì khoảng 3-4 ngày sau, con cá nó đổ bệnh. Thì khi nó đổ bệnh như vậy thì mình bắt đầu mình đặt câu hỏi, tại sao người ta nuôi được mình nuôi không được. Từ đó mình bắt đầu mình mới tìm hiểu lý do tại sao mình nuôi không được, để mình hiểu cái bản chất vấn đề nó nằm ở đâu. Và mình nhận ra con cá nó bị bệnh hay nó chết thực ra gần như là do người nuôi hết. Nếu như trong một cái điều kiện thuận lợi nhất thì con cá này có thể sống khoảng bao lâu thưa anh? Thực ra con cá coi nó là con cá chép. Cái chuyện con cá chép hóa rồng thì đó là một cái câu chuyện gia thoại, thì nó có rất là lâu đời rồi. Trong dân gian thì mọi người cũng đã từng nói là có những chú cá coi sống hơn 100 năm. Nhưng mà mình chỉ luôn luôn nói những cái gì mình thấy và mình kiểm chứng được. Đó là một chú cá coi năm nay được 45 tuổi sống tại bảo tàng cá coi ở Ojiza, Niigata, Nhật Bản. Như vậy thường khi mà mình nuôi, những cái nguyên nhân mà gây cho cá nó chết là do thường là những nguyên nhân nào thưa anh? Nguyên nhân đầu tiên, con cá đó nó có nhiễm cái mầm bệnh trước hay không? Dạ. Cái việc thứ hai là quá trình vận chuyển cá. Vấn đề thứ ba là cái nguồn nước từ cái nơi bán cho tới cái nơi thả. Và cái thứ tư, đóng bao để vận chuyển là một chuyện, nhưng mà thả vô mình cũng phải biết cách thả. Đặc biệt khi thả vô hồ mới, tuyệt đối anh không được cho cá nó ăn. Ăn càng nhiều nguy cơ chết càng cao. Nếu là cho nó nhịn đói một tuần 10 ngày hay là kể cả nửa tháng, một tháng cũng không thành vấn đề gì cả. Sao vậy anh? Tại sao ăn nó lại chết? Tại vì thực ra đó, trong quá trình vận chuyển một cái quãng đường dài như vậy, con cá nó cần một thời gian để nó bình ổn lại. Ví dụ như là khi mình đóng bao, mình vận chuyển, mình bắt nó thì nó có quấy, rồi nó bị xáo trộn đường ruột. Cái cơ thể nó chưa trở lại cái trạng thái bình thường. Thành ra là khi mình cho nó ăn, cái cơ thể của nó chưa bình ổn, cái hệ tiêu hóa nó chưa điều hòa. Đặc biệt là đối với một cái hồ mới thì cái nước rất là xấu, giống như là cái hồ này, xấu về chất lượng nước và thành phần nước. Thưa quý vị, phải nói như này để quý vị hiểu là chương trình của chúng tôi ấy, mua về đây 10 mét khối nước để có thể liên tục thay cho các cháu. Dạ. Bây giờ mới nói nữa là tại sao anh dám mang 50 con cá của anh tới đây? Anh có nghĩ là mình sau khi mình làm tiết mục này nọ rồi có ảnh hưởng gì tới mấy em nữa không? Thực ra là mình rất tự tin về cái chuyện này. Mình đã từng đưa cá coi của khách hàng gần 200 coi để tham gia các cái cuộc thi cá coi tại Việt Nam. Thì mình cũng chịu trách nhiệm đóng gói rồi vận chuyển rồi triển lãm mấy ngày chấm điểm, ban giám khảo chấm điểm xong thì trong quá trình đó mình cũng phải xử lý theo dõi xử lý nước và sau đó mình cũng phải chuyển về xong là mình cách ly để cho con cá nó trở lại trạng thái bình thường, sau đó mình mới bàn giao lại cho khách hàng. Vậy thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi đưa ra thử thách. Thử thách truy tìm cá coi. 50 con cá chép coi thuộc nhiều dòng và màu sắc khác nhau được bố trí đều vào hai hồ cá, hồ A và hồ B. Người khiêu chiến sẽ bịt mắt và lần lượt nhận dạng 25 con cá ở hồ A. Ban giám khảo chọn tùy ý 3 con cá ở hồ B. Tổ kỹ thuật sẽ lưu lại hình ảnh, sau đó thả vào hồ A. Nhiệm vụ của người khiêu chiến là chỉ được dùng xúc giác để xác định 3 con cá vừa được thả vào hồ A trong điều kiện bịt mắt. Xác định đúng 2 trên 3 con cá, thử thách thành công. Không dùng mắt. Không dùng mắt, hoàn toàn dùng giác quan và cảm xúc. Wow, wow. Tôi rất là hoang mang. Làm sao mà có thể bịt mắt mà sờ cá mà lại có thể chọn được ra cái con cá đúng. Anh Thành Nam thân mến, anh đánh giá cái này là nó có gì ở trong đó không thưa anh? Đây là trí nhớ kinh nghiệm, trí nhớ liên quan đến xúc giác. Thường thì các cái tế bào mà nhận cảm về cảm giác xúc giác ấy, nó phân phối đều ở trên cơ thể của chúng ta. Chẳng hạn tôi mà đặt một cái vật gì đó lên trên mu bàn tay và nhắm mắt lại thì có thể chỉ biết được cái vật gì đó nó nặng hay là nhẹ, hay là nó trơn hay là nó nhám thôi. Nhưng mà nếu mà ví dụ như để vật đó vào trong lòng bàn tay và bạn được phép là cầm nắm phần nhiều là chúng ta có thể là chúng ta gọi tên được. Nhưng mà nếu mà ví dụ như là có khoảng 10 cái vật nó na ná giống nhau như vậy mà để trong cái lòng bàn tay và chúng ta cầm nắm lại và chúng ta lại gọi tên, cái đấy thì cần phải có những cái kinh nghiệm hoặc là cái sự nhạy cảm để phân biệt được sự khác biệt giữa những vật mà được đặt lên lòng bàn tay như vậy. Tôi nghĩ rằng với tiết mục của anh Thắng Ngô thì tôi cũng đang suy nghĩ xem là sẽ có những thông tin gì để anh ấy có thể nhận ra. Tôi rất là mong chờ. Thưa anh, khi anh cảm nhận anh có ghi chép không hay là anh chỉ nhớ trong đầu? Không, cái này là mình phải nhớ. Có nghĩa là kinh nghiệm là một chuyện nhưng không ghi chép, chỉ rờ và phải nhớ. Nhưng mà mấy con cá này là anh nuôi nó bao lâu rồi? Chứ nhiều khi anh quen quá với tụi nó rồi sao? Thực ra thì cái hồ cá mà mình chơi á là những cái hồ cá hồi nãy phát chương trình. Dạ. Là hàng ngày mình nhìn nó. Dạ. Mình có thể mình sờ nó. Còn đây là thực ra là cá này mình ít sờ lắm. Vì số lượng cá của mình hiện tại bây giờ có nó cả ngàn chứ không phải là ít.
Có nghĩa là mấy em này là tân binh đó anh hả? Thực ra thì nó cũng mang hơi hướng cảm tử quân, nhưng mà cảm tử quân nó cũng phải có nét một tí. Thưa quý vị, cá mới anh chưa tiếp xúc qua nha quý vị nha. Để có được số lượng lớn cá koi trên sân khấu, công tác chuẩn bị đã được tiến hành xuyên suốt nhiều ngày. Trước khi thử thách diễn ra, ekip đã có mặt vào lúc 5 giờ sáng tại trang trại của anh Thắng Ngô để kịp ghi lại quá trình đóng gói và vận chuyển đàn cá koi hết sức kỳ công này. Để cho quý vị hiểu hơn nữa về độ khó, tôi làm một bài test thử với các vị giám khảo để quý vị xem là cái tiết mục này nó khó đến như thế nào. Mời quý vị chơi một game nhỏ với tôi. Tôi muốn các vị giám khảo hãy nhìn kỹ con vật đáng yêu này, đặc biệt là tóc tiên. Chúng ta sẽ có khoảng 15 giây để nhìn con vật này. Quý vị nhớ đặc điểm của nó nha. Xong. Và bây giờ mời quý vị tìm ra con báo đốm này trong cái đống báo này. Dạ, với những trò chơi mà cần về siêu trí tuệ này, chúng tôi mời nhà báo Lệ Văn Sâm. Chị Ly với anh Nam, tóc tiên luôn, mời em. E2 phải không ạ? Tóc tiên chọn E2. Rồi. À khoan, từ từ nha, từ từ nha. Không phải E2 đâu em ơi, E1 giống. E1. E3. Tóc tiên là E3, anh Sâm là E1. Mũi không phải màu tím được, không thể E1 được. Mà râu thì phải ở trong. Hay chấm mắt ở bên phải. Đốm. Anh Nam có câu trả lời không ạ? Đúng là lúc nãy chưa dành thời gian để quan sát kỹ cái hình ban đầu. Bây giờ tôi đang cảm thấy là chỉ là có cái cảm giác thôi. A2. A2. Tôi đổi được không? Dạ đổi. À, ban nãy không phải mũi tím đúng không? Không. Mình không để cái mũi C1. Anh Sâm đổi C1. Chị Lily. E5. E5. Thưa quý vị, mọi người sai hết. Con báo đốm chính xác là A1. A1 á? Không có cái mồm đỏ thôi. Tại vì em không nhớ là cái mũi hình tam giác hay là hình tròn, cho nên nãy thì giờ em đi kiếm bởi lại. Thì vậy mới nói 1000 thứ để chúng ta phải nhớ mà chỉ trong một cái hình nhỏ xíu thôi thưa quý vị. Được nhìn trực diện để tìm ra đáp án đã là một thử thách đối với ban giám khảo. Và với anh Thắng Ngô, phải bịt mắt để tìm ra ba chú cá coi. Điều đó liệu có khả thi? Thật sự tiết mục này không phải đơn giản. Vì vậy cho nên chúng tôi hy vọng quý vị đánh giá đúng về độ khó của tiết mục. Xin mời các giám khảo ạ. Mời ca sĩ tóc tiên. 4. 50 chú cá coi là đã khó mà phân biệt được, huống chi là bịt mắt lại và tất cả chỉ dựa vào cái cảm nhận của xúc giác cộng với kinh nghiệm của bản thân. Kinh nghiệm bản thân này nó mang tính chất gần như là quyết định luôn á. Mời anh Lại Văn Sâm ạ. Tất cả những gì mà anh vừa chia sẻ quả thực là phải có tình yêu lớn lắm mới được. Và tôi thì cũng giống như tóc tiên, tôi cho 4 ở mức độ này. Bịt mắt vào để mà phân biệt là con này là mình đã sờ rồi. Ồ, không dễ đâu thưa quý vị. Lúc đầu thì tôi nghĩ rằng là cũng hoàn toàn có thể có cái khả năng này. Của giống ngày xưa mình tưởng tượng như mấy cụ xem bói ạ. Tức là các cụ bị mù và các cụ sờ cái cốt của con người. Và các cụ chuẩn ra là cái số phận của cái con người đấy như thế nào. Nhưng mà đến lúc tôi sờ vào cái con cá thì tôi không có cảm giác gì cả và cứ chân tuột đi. Và mình rất là hoảng loạn và cái điều đó lúc đầu tiên mình đánh giá nó có thể thấp hơn. Nhưng mà bây giờ tôi cũng đồng ý với hai giám khảo là tôi cũng cho độ khó của anh là 4 ạ. Và em cũng hy vọng anh thực hiện được
thử thách này. Đây không những chỉ là tình yêu, đó là những trí tuệ đặc biệt của những con người đặc biệt. Hy vọng anh sẽ thành công trong tiết mục này nha. Thì trước tiên, mời anh cảm nhận 25 chú cá của cái hồ bên trái. Tôi chưa biết là cái này nó nào, nhưng mà riêng cái đoạn kỳ công của chương trình đã là điểm 10. Và bắt đầu. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thử thách có độ khó khá cao. Nếu như mà không có một cái sự cảm nhận thực sự thì khó có thể phân biệt được những cái chú cá. Ông như là bác sĩ chuyên về cá coi ấy, cái cách mà ông ấy cư xử với con cá nó cũng như là cư xử với một đứa bé. Ông sống, ông biết được những cái điểm nào là điểm đặc biệt dưới cái vây hay là trên đỉnh đầu của nó có cái gì. Thậm chí trên cái bố cục của cái vây ấy, nó cũng tạo ra cái sự khác biệt trên vây là cái chắc. Độ trơn nhám có con trơn nhám, có con vảy là... to, có đấy. Con vảy nhỏ. Kích cỡ thì nó liên quan ý đến... Ý là phải ghi nhớ rất nhiều phải thông nhớ tin. Nhớ được. Vâng, cái quan trọng là đây là một dạng trí tuệ mà rất là màu sắc của cái chương trình này. Như vậy là anh Thắng đã sử dụng 15 phút để ghi nhớ 25 chú cá coi bằng xúc giác của mình mà không dùng thị giác. Bây giờ xin mời ba vị giám khảo sẽ lên sân khấu chọn ra ba chú cá coi ở cái hồ bên phải. Chúng tôi sẽ chụp ảnh các chú cá lại để một lát nữa chúng ta phải nhớ là mình đã chọn con nào. Mình sẽ chọn con này này. Tôi chọn một cái con cá rất đặc biệt. Tôi thử xem anh có thể nhận ra không. Hoa hết cả mắt ra. Con nào cũng muốn chọn, con nào cũng thích cả. Tôi chọn cái này đi. Ôi, đẹp đấy. Đẹp đấy. Đây con này nha. Hai con sau mới là con khó. Hai con sau nó có tới 4-5 con giống nhau như vậy. Rồi, ba chú cá coi sẽ được đưa vào hồ. Xin mời hai chuyên viên. Xin mời trợ lý khoa học Diệu Anh Thắng qua đây. Xin mời quý vị lên đây. Tôi không biết là quý vị có đoán được hay không. À, chết. Chết. Bỏ ba con vào trong hồ thì mình vẫn chưa phân biệt được là không biết con nào đang là con của mình cả. Chúng ta cùng bắt đầu nào. Tất cả do bộ não điều khiển. Ông ấy sờ con cá và ông phải nhập vào trong bộ não của mình cái độ nhớ về cái đặc điểm của con cá này. Kinh nghiệm sẽ giúp họ rất là nhiều trong cái thử thách này. Cái mà mình nghĩ là như người thường của mình đó là sẽ kiểm tra chiều dài và cân nặng. Nhưng cái cân nặng là cái anh ấy kiểm tra cuối cùng luôn. Sau khi kiểm tra trong nước xong anh ấy mới nhấc con cá lên để kiểm tra cân nặng. Con này anh đã nhận ra ngay từ 2 phút đầu tiên thì nó nhanh kinh khủng. Thank you.
Có vẻ như anh Thắng Ngô đang gặp chút vấn đề về sức khỏe khi phải cúi xuống quá lâu. Anh ta sẽ tiếp tục hay dừng lại? Hãy cùng hồi hộp chờ đợi sau ít phút. Có những lúc người ta vô cùng tỉnh táo và cái chuyện đấy dễ như trở bàn tay, nhưng có lúc trở nên vô cùng chật vật bởi vì cái cảm giác về ghi nhớ, về xúc giác, về giác quan ấy, nó chỉ tồn tại trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi. Nếu như chúng ta cứ làm đi làm lại, chúng ta cứ vần vò mà 20 mấy con như thế, rất dễ bị nhầm lẫn. Tham gia trực tiếp vào cái việc đóng bao cá, cái bàn tay của mình, cái da của mình nó đã bị ngấm nước rồi, nó không còn cái độ nhạy nữa. Dùng tay để mà suy ra tất cả mọi thứ thì nó có thể có những cái sự nhầm lẫn ở đấy. Con này. Cái con mà của Tóc Tiên và của tôi ấy, ở trong bể bên kia cũng có 4-5 con giống tương tự như vậy. Nó sẽ dễ bị lẫn với những con khác. Nếu như kể cả mắt thường nhìn cũng dễ bị lẫn. Thế cho nên là cái thử thách thứ hai và thứ ba của ông ấy nó khó hơn rất nhiều. 80% là con này rồi. Thôi, chốt này. Một lần mấy bạn gì để thay đổi quyết định không anh? Là cái con đó là mình cảm nhận được 80% thôi. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy không yên tâm. Đó là không bảo đảm được cái sự chính xác. Anh phân vân giữa hai cái chú cá cuối cùng. Tôi cảm nhận là hai con sau nó không được chuẩn lắm. Tôi muốn kiểm tra lại thêm một lần nữa. Dạ vâng. Dạ. Nếu vậy thì xin cứ việc ạ. Tiếp xúc với nước trong thời gian khá lâu sẽ làm mờ đi vết nhớ trước đó. Và với quyết định kiểm tra lại đàn cá koi một lần nữa sẽ là một cản trở vô cùng lớn đối với anh Thắng Ngô ngay lúc này. Tôi tin là ông làm được. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nhìn thấy ở con người này là cái tình yêu quá lớn đối với cá koi. Chọn con này. Khi mình chọn xong thực sự mình rất là tự tin. Chính vì cái sự tự tin của mình mới đưa cái em cá côi cuối cùng lên mình hôn. Đó là biểu thị cái lòng tin của mình đối với cái sự quyết định của mình trong cái trường hợp đó. Liệu kết quả lần này sẽ là kết quả chính xác hay để lại niềm tiếc nuối cho chúng ta? Cùng hồi hộp chờ đợi sau ít phút. Quý vị, hãy nhìn xem đáp án đầu tiên. Côi Ochiba. Cá của chị. Chị thấy sao ạ? Cái con cá này nó rất là đặc biệt. Trong cái bể cá này chỉ có đúng một cái con như thế này thôi. Da của nó màu ghi và các điểm chấm của nó màu cam. Vâng, màu cam. Và dạ, đây đúng. Là con đặc biệt nhất mà cả tất cả các giám khảo đều nhìn thấy là chỉ có một con duy nhất. Và là con đầu tiên anh ấy bắt ra trong vòng khoảng độ 2 phút đầu tiên. Anh ơi, cái con này nó có khác như mấy con khác như chị nói không ạ? Em thấy con này anh bắt ra nhanh nhất này. Con này nó tương đối rõ. Thứ nhất là nó không phải con cá lớn. Con cá lớn nó khó kiểm tra hơn một tí.
lúc đó là mình còn đang thoải mái, thành ra mình rờ vô một cái mình cảm nhận được ngay nó không phải trong cái bầy mà mình đã kiểm tra. Dạ vâng, rõ ràng là như vậy. Cái thứ hai là nó có một cái đặc biệt là body của nó, thực ra là nó hình dạng đó thì nó hình dạng body của con cái, nhưng mà thực ra khi kiểm tra thì nó là con đực. Body là cái, có nghĩa là mình nhìn thoạt nhìn thì mình nghĩ là cái, nhưng rờ thì nó là đực. Nó là một dạng người ta gọi là female. Female có nghĩa là nó lưỡng tính. Vậy luôn á anh. Vậy là bạn này là lưỡng tính. Cá lưỡng tính. Wow. Đáp án thôi. Cùi Tanchosu. Wow. Chính xác thưa quý vị. Thưa anh Sâm, anh nhìn xem có phải là con cá của anh không ạ? Chính xác luôn. Hai cô đầu tiên là cô Tanchosuwa và cô Ochiba đó. Thì nó rất là rõ ràng vì cái hoa văn của nó là nó không thể nào mà lẫn lộn được. Và mình tiếp tục đáp án cuối cùng. Cô Tancho. Con này là em không biết à. Hai cái đốm cam ở hai góc độ mình nhìn bên trái thì nó nhỏ hơn bên phải. Không phải, phải đang zoom vào cái tỷ lệ thôi. Tỷ lệ nó nên bây em giờ không tôi đố tóc Tiên biết có phải là cái con của em không á. Tiên thấy nó đẹp nên Tiên chọn thôi. Nhưng cuộc đời không ai ngờ trước được, hóa ra cái con cá Tiên chọn qua bên kia có tới 3 con giống gần như là y chang luôn. Nếu mà nhìn bằng trực giác bình thường thì giác là đối với những cái người mà không có kinh nghiệm như Tiên chẳng hạn thì hoàn toàn sẽ không phân biệt được cả 3 con luôn. Có con nhỏ này là bự nè. Chưa có bạn đó, bạn hơi mập. Ngay nè, mập nè, con này. Còn lại là hai bạn còn lại là rất là giống nên em cũng thực sự là bây giờ cũng không biết, nhưng hình như là bạn này trắng bóc hơn. Cùi Tancho, mình nhìn vô thực ra là mình cũng nhìn thấy ngay. Nhưng mà khán giả thì chưa quen thì có thể là sẽ phân vân và cần phải một cái sự phân tích nó rõ ràng chính xác. Bây giờ em ví dụ cho anh thử bắt giùm em cái con này, tại vì em thấy nó giống y, đây hai con này là y chang luôn nè. Y chang. Ôi. Nó hõm này. Cháu này thì hõm là này. Màu hồng. Cháu này thì khác rồi, nhưng hai cháu này rất là giống hai nhau. Hai cháu này thì giống hệt nhau. Nhưng mà cái này nó có cái hõm này. Em có một cái hõm ở phía bên kia vây đúng không? Có nghĩa là hai cái cạnh này nè, nó không thể nào mà nó trùng lặp được. Một cái là nó lõm vô ngay vị trí này. À, con này hình tròn hơn đúng không? Ừ, vâng. Như vậy thưa quý vị, chính xác. Thắng mô của cá coi Việt Nam đã chính thức hoàn thành được nhiệm vụ của chúng ta ngày hôm nay. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt. Tôi muốn nghe lời nhận xét từ giám khảo khoa học ạ. Tôi cũng rất là ngưỡng mộ anh. Những cái năng lực mà anh có là người bình thường không thể làm được. Cái tiết mục này, cái độ khó của nó là anh đã phải trong một khoảng thời gian ngắn và dùng cái xúc giác của mình để ghi nhớ lại đặc điểm của 25 chú cá, và 25 chú cá này là không phải là những cái chú cá mà anh quen thuộc. Và tôi nghĩ rằng là cái khoảng thời gian mà càng dài ấy, thì sẽ làm cho cái vết nhớ ở trong đầu có thể là mờ đi và làm cho chúng ta khó để nhận lại. Và những cái nhận xét ở đây cũng như là những cái mà cho điểm về cái độ khó này là hoàn toàn dựa trên các cái tiêu chí của chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Trước khi mà giám khảo khoa học đưa ra nhận xét và cho điểm thì tôi xin mời quý vị cùng gặp gỡ một cái người mà đã đóng góp rất là nhiều cho cái sự nghiệp của anh, đã luôn luôn ở bên anh trong những lúc khó khăn nhất cho anh tiếp tục cái niềm đam mê này. Đó là bà xã của anh. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt. Có vẻ chị hơi bối rối và mắc cỡ vậy. Sao vậy chị? Như là hồi nãy mình cũng cùng ngồi với các bạn ở dưới thì mình rất là hồi hộp bởi chỉ có ảnh cảm được thôi. Có nghĩa là chị cũng chưa biết trước đây là ảnh có làm được chuyện này hay không đúng không ạ? Mình chỉ biết rằng ảnh rất rất là yêu cá. Mình là một người không hề biết nó tên gì, nó màu sắc như thế nào. Nhưng mà cái đam mê của ảnh mà mình không tưởng tượng được con người có thể đam mê đến như thế. Tôi được biết là trước đây là ảnh gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống. Rồi chị đã khuyên như thế nào và chị cũng đã cùng ảnh vượt qua những cái khó khăn như thế nào về bản thân chị? Với mình thì mình có một cái kinh nghiệm nhỏ. Khi mà chúng ta không biết làm cái gì, chúng ta đừng làm gì cả. Chúng ta đang chờ một cái gì mà chúng ta không có kết quả, chúng ta đừng chờ gì cả. Chị nói câu đó với ảnh. Hồi nãy chị có nói là quá là mệt mỏi, kinh khủng với cái sở thích của chồng mình. Như vậy thì em hỏi là chị có chịu đựng gì hay không, hay là chị có hy sinh một cái gì đó cho ảnh hay không? Thật ra là mình đã có những cái giai đoạn là sẽ chia tay. Nhưng mà mình phát hiện ra cái tình yêu lao động của ảnh nó khủng khiếp ở chỗ là một con người có thể làm trong đêm từ 11 giờ cho đến 5 giờ sáng và một mình trong bóng tối để mở từng cái thùng ra. Đúng cái nghệ thuật nằm ở trong là ảnh đã ẵm cái con cá như thế này. Tức là cái con cá không có được đụng vào cái bụng của mình. Dạ.
và anh cầm hai cái tay xa ra 98 thùng để đưa lên cái bồn cao như thế này, thì cái sức tưởng tượng của mình nó quá đi. Thì lúc đó mình khóc là cái tình yêu gì mà nó kỳ cục vậy. Thì mình mới theo dõi. Thì lúc mà nó mới về đó thì ảnh cho ăn, ảnh cũng sợ nó stress khó chịu, thì ảnh lại nói em đừng có đứng gần, ảnh quý nó như thế. Nhưng mà sau đó mình mới hiểu được là khi mà con cá nó đang ở trong một cái môi trường thiên nhiên ở trên núi, rồi từ núi người ta mới cho xuống cái hồ của bên Nhật. Bên Nhật thì người ta dùng thiên nhiên để bán cho mình. Ảnh lại biến cái thiên nhiên thành cái hồ cá. Mà mình nói thế này, trong thiên nhiên thì khi mà nó ị thì sẽ có những con khác nó sẽ giải quyết cái chuyện đấy. Dạ vâng. Nhưng mà trong một cái hồ như thế này, khi nó ị ra là phần của nó đấy, thì chúng ta phải làm sao biến cái toilet thành phòng ngủ để cho không có một miếng phân nào. Vậy thì khi các bạn mà đến nhà của ảnh á, 24/24 các bạn có thể tham quan, bởi vì ảnh mở cửa mà không có thu tiền, chỉ để hiểu con cá coi nó sống như vậy. Có nghĩa là riêng ảnh nuôi thì cái hồ của ảnh sẽ không bao giờ có phân. Không bao giờ. Wow. Anh ơi, cho em hỏi một câu rất là đúng lứa tuổi của em, với tư cách của một người chồng, thì anh nghĩ gì về tình yêu? Một tình yêu mà em cho là rất lớn mà chị đã dành cho anh. Mình đến bà xã mình lúc mình không có một đồng nào. Khi mình bước vào con cá coi này mình đang ấm, cũng rất là may mắn thì bà xã mình luôn luôn đồng cam chịu khổ và luôn luôn chịu đựng rất là nhiều trước khi chơi môn này. Và đến khi chơi môn này, tiền thì thiếu, nợ nần tùm lum tà la, mà cứ vung tiền cho mấy em này, nó là một cái sự kinh khủng. Nhưng mà mình cũng đã thuyết phục bà xã mình cái gì nó có giá của nó, thì rất là may mắn là bà xã mình đã vượt qua được. Còn nếu mà bà xã mình không vượt qua được thì chắc là hôm nay mình không đứng ở đây. Thực ra thì cái vừa rồi anh vừa thi triển một cái công việc mà tôi nhìn anh tìm cái con cá trong khi mắt bị bịt kín này, tôi nhớ đến một cái câu châm ngôn của Việt Nam ấy, nó như là mò kim đáy biển ấy. Tôi không tin là anh có thể thành công được. Và tôi ngồi tôi cứ lý giải, tôi hỏi ông này đúng là ông yêu cá hơn người thật. Và cái đấy tôi lại cổ suý, xin lỗi chị, nhưng mà đây là một cái tình yêu nó quá lớn đi. Và có lẽ là vì cái tình yêu đó anh làm được rất nhiều thứ. Và gái có công thì chồng không phụ, anh cứ yêu nó đi và chắc chắn cá nó sẽ đền đáp lại tất cả. Tôi nghĩ như thế. Cảm ơn anh rất nhiều. Vâng, cảm ơn anh Sông. Có một ông chồng có một cái đam mê quá mãnh liệt, chị vẫn phải tiếp tục ủng hộ, mà nó mang tính rủi ro cực cao. Nuôi con cá biết có thành công hay không, cái này nó liên quan đến cả gia tài, chứ không phải đơn giản chỉ là cái chuyện đam mê. Cái động lực gì để chị tin được là ông sẽ làm được? Với mình, người phụ nữ hoặc là người đàn ông, khi mà mình gắn kết với nhau, mình phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện mình lựa chọn. Mình may mắn mình lựa chọn tình yêu, mình đã yêu. Mà đã yêu thì tôi tin rằng là không có cái gì không vượt qua được. Vậy câu hỏi tiếp theo là ổng có cái gì mà chị yêu dữ vậy? cái này mình chia sẻ với tất cả các bạn sinh viên. Khi mà chúng ta quyết định chọn một ai đó, chúng ta phải tìm ra một cái lý do để chúng ta không bao giờ thấy hối tiếc. Thứ nhất là cái tính cách, thứ hai là cái tình yêu lao động, nó quan trọng vô cùng. Nếu một con người không có tình yêu lao động, một thanh niên mà không có tình yêu lao động, họ không bao giờ có thể bảo vệ bạn, che chở cho bạn những cái lúc mà nguy biến hoặc là những cái lúc mà khó khăn. Bởi cái cuộc sống mình không bao giờ chúng ta được nghĩ nó là màu hồng. Thì giống như một người mà mình chọn lựa thì mình phải nghĩ là họ có 99 điểm xấu, chỉ có một điểm tốt thôi. Vậy chúng ta phải bám víu cái điểm tốt đó để chúng ta yêu suốt đời cái điểm tốt đó. Và khi chúng ta xảy ra cái gì đó, chúng ta đừng nhớ cái 99 điểm xấu kia, mà hãy ôm cái điểm tốt đó. Đó là sự chung thủy. Dạ đúng không? Ảnh xấu vô cùng. Xấu vô cùng. Không bao giờ chị được cái cơ có hội lãng mạn. Được cái cơ hội là cầm một cái ly hoặc là cho một cái ống hút. Không dạ. Bao giờ có. Tôi phản đối chị.
Tôi phản đối chị khi nói rằng anh nhiều điểm xấu. Anh không xấu tí nào cả. Anh mà xấu thì tôi ra làm sao? Anh mà xấu thì tôi ra làm sao? Tôi còn sợ tệ, tôi quá tệ và tôi quá xấu chứ không phải. Thì có một cái chuyện này nó rất là hài hước, tức là mình tuổi thân vô cùng 10 năm giữa cá với chị ổng gần ngay hơn. Tức là mình bệnh, mình cảm, mình buồn vô cùng, cái là mình thui thủi một mình thì mình thấy ảnh ngồi bên hồ cá, anh nói chuyện rồi ảnh hung rồi ảnh làm cái mình nói hình như là một tuần nay anh không hề quan tâm rằng em rất là khó chịu trong người. Anh bảo trời ơi em nói được thì em nói đi, nó đâu có nói được. Nhiều khi người ta ganh tị ông ơi. Tối nay ông về ông làm ơn, ông lận bà y như lận con cá đi. Rất là ganh tị, tức là khi anh ẵm con cá đó, dạ. Anh nâng niu, ảnh còn đưa cái đầu nó vào đúng thế để cho nó không có phóng. Bởi vì ẵm con cá là cả một nghệ thuật. Bởi dạ. vì cái bộ xương nó rất là mong manh. Anh làm đủ cách để con cá nó không tuột khỏi cái vòng tay của ảnh. Thì mình có nói ảnh một câu: có bao giờ anh sợ em sẽ tuột khỏi cái vòng tay của anh? Không phải là vì em không yêu anh, mà bởi vì em phát hiện ra là anh đã thật sự hiểu em chưa? Thực ra cái câu này bác hỏi nhiều lần rồi. Mình nghĩ là mình có hiểu, nhưng mà rất là kỳ lạ ở chỗ mình cũng là trung niên rồi, bước qua sườn dốc bên kia rồi. Thực ra là mình muốn nói lắm, nhưng mà vẫn không nói, y như con nít. Chỉ cần một câu nói là mình biết là tất cả ok. Nhưng mà cuối cùng không nói là không nói. Biết là bá giận, nhưng mà dù sao chăng nữa thì mình là người luôn luôn giảng hòa. Ở xã mình thù dai lắm. Thật sự thế này nè thưa anh, đối với em, bất cứ một người phụ nữ nào không có giá, đảm bảo đàn ông sẽ rời bỏ. Giá ở đây là giá trị của bản thân. Và khi một người phụ nữ tự tạo ra được cái giá trị của bản thân, chắc chắn đàn ông không thể rời đi được. Và may mắn anh đã chọn đúng người. Thế phụ nữ yêu đàn ông vì cái gì? Chỉ có một chữ để phụ nữ phải ở lại với người đàn ông đó thôi, đó là nể. Không nể không ở được với bất kỳ người đàn ông đó. Nể đây là nể về cả tính cách, sự làm việc, trí tuệ của anh ta, sự tử tế của anh ta. Tất cả những điều đó người ta sẽ kính nể. Và khi người phụ nữ nể mới ở lại được. Như chị nói, yêu là làm ơn chấp nhận luôn cái tính xấu của người ta, để nhìn vào đúng cái điều mà mình đang cần nhất ở cái người đó. Chỉ cần mình cảm thấy còn xứng đáng thì nó sẽ là xứng đáng. Thực ra thì từ nãy giờ tôi ngồi tôi nghe câu chuyện, cái điều thú vị của tôi đối với hai vợ chồng anh chị, tôi cho rằng cái lời khuyên của chị gửi cho các bạn trẻ là rất chính xác. Thứ nhất là phải xem tính cách của con người đó như thế nào. Thứ hai, người đó phải yêu lao động. Tôi rất trân trọng cái tình yêu lao động của anh Thắng. Tôi học ở Nga và người Nga khi người ta định nghĩa một tình yêu, người ta nói thế này anh này: Lyubov eto kanso u konsa nhet kansa. Tình yêu là một cái vòng tròn không có điểm cuối. Thì liệu cái tình yêu với cá của anh cho tới giờ tôi hiểu là không có điểm cuối, và anh có nghĩ rằng nó cũng ứng đúng như với tình yêu của con người với nhau hay không? Thưa anh Sâm, bản thân mình nghĩ một người có một tình yêu thật sự đối với con cá, không vì những cái lý do ABC, thì mình nghĩ là nó cũng giống như con người. Nó sẽ không bao giờ tắt, nhưng mà mình sẽ phải thay đổi, điều chỉnh để cho cái tình yêu đó nó tiếp tục, nó kéo dài. Chứ nó không phải là với cái cách làm hiện tại như bây giờ. Anh Sâm ơi, nhưng em học được một cái bài học sau cái việc nhìn thấy tình yêu giữa cá và người. Thì em nghĩ rằng hôm nay và từ bây giờ trở đi em sẽ giống cá. Anh biết tại sao không? Là không nói gì nữa. Thì sẽ đảm bảo được tình yêu mãi mãi. Đúng không? Cho chỉ còn chị không nói, người ta sẽ tự động lại hỏi em muốn gì. À, đúng không ạ? Bây giờ trước khi mà nhận điểm, mình phải làm cái lấy hên. Em mạn phép yêu cầu anh Thắng làm một cử chỉ lãng mạn dành cho vợ mình như một lời tri ân. Hãy một lần thử ôm chỉ lại, hôn chỉ một cái lấy hên coi. I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel like I'm alone.
cảm ơn em vì tất cả. Đó. Tình yêu nó là thế đấy. Có những chuyện rất đơn giản thôi nhưng mà nó làm cho người ta cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã cho mọi người một cái câu chuyện rất là thú vị về tình yêu, về hôn nhân gia đình. Nhưng ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta đang nói về siêu trí tuệ Việt Nam và anh ta đã thực hiện được thành công thử thách này. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho anh Thắng Hồ. Chúng ta đến với điểm số của giám khảo khoa học dành cho anh Thắng Hồ. Xin mời. Bảy mươi hai điểm thưa quý vị. Xin hỏi anh Nam là vì sao anh lại cho số điểm này ạ? Vâng, tôi cũng phải rất là băn khoăn khi mà quyết định về số điểm. Nhưng quyết định về điểm độ khó nó cũng căn cứ vào cái khả năng khối lượng mà anh Thắng đã ghi nhớ được và cái khoảng thời gian tái hiện lại cộng với cả cái mức độ chính xác. Nên tôi rất là kỳ vọng là anh có thể xác định được 3 chú cá chính xác trong cái lượt thử đầu tiên thì chắc chắn là điểm số của tôi đã cao hơn. Nhưng vì là có một chút cái sự có thể là chưa chính xác, và ở đây chúng ta nên nhớ rằng tiêu chí của các chiến binh là tiêu chí để đáp ứng siêu trí tuệ Việt Nam và có thể thi đấu được với cả quốc tế. Vì vậy cho nên tôi cũng phải cân nhắc và phải hạ xuống điểm một chút xíu. Cũng mong rằng là anh chị cũng hiểu cho cái vai trò khó khăn của giám khảo khoa học của tôi. Xin cảm ơn anh ạ. Rất là hiểu thưa quý vị, tại vì đây là giám khảo khoa học nên chúng ta hoàn toàn phải tách cái lý trí, cảm xúc và cái những cái yếu tố về khoa học thưa quý vị, phải rất công tâm để mà đưa ra những số điểm. Và rất là đáng tiếc ngày hôm nay chúng tôi không thể mời anh lên cái đỉnh cao của siêu trí tuệ Việt Nam. Rất cảm ơn câu chuyện mà anh chị đã mang đến cho chương trình và cảm ơn cái bộ môn mà anh đã giới thiệu cho chúng tôi. Và cũng xin mời bốn vị giám khảo sẽ cùng lên đây chia vui với anh chị trong buổi tối này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt ở đây. Quý vị đang theo dõi Siêu Trí Tuệ Việt Nam do DID TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Chúng tôi xin được cảm ơn đơn vị tài trợ chính nước tăng lực Compact Cherry. Nước tăng lực Compact, hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Xin được cảm ơn đơn vị đồng tài trợ Trung tâm Anh ngữ APAS Leader, tiếng Anh cho thế hệ dẫn dắt tương lai. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Adam Store đã tài trợ trang phục cho chương trình. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại lần sau cùng với Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Nước tăng lực Combat, hương vị cherry mới luôn bên cạnh thành công của bạn. Ai là số 1? Nơi đôi mắt có thể đánh lừa cả lý trí. Động vật nào có năm sinh sống nhiều nhất? Ai có thâm niên làm đồ ăn lâu nhất? Bé nào khỏe nhất? Và nhiều câu hỏi khó có đáp án khác. Ai là số 1, 2, 3, 4, 5? 3 giây còn lại. Chị số 5 đến số 4. Chị số 5 đến số 4. Không, không. Đừng bị thì hổ đi chứ. Tụi em muốn đổi chị ra thương với chị Bích Nguyễn lại với nhau à? Làm sao vậy? Ít cho mình được 10 triệu anh. Bi cuối cùng đi anh. Không, Bobby là con rùa nhẹ nhất ở đây. 3, 2, 1. Không thể làm tới cái gì được. Con mèo ở đây. Không, không. Con chó nó già làm anh. Không, con chó không già già được. Quang thương à. Anh hãy nghe em đi. Anh hãy nghe em đi. Em bị lừa rồi. Ai là số 1 20 giờ chủ nhật trên kênh HTV2 V Channel.
trong tập tiếp theo. Trân thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam. Sự xuất hiện của họ mang đến điều gì? Họ đến đây để mang cái niềm vinh dự cho người Việt Nam. Thiên tài có 99% là mồ hôi nước mắt. Họ đều là những người tuyệt vời. 100 người, 600 số, tổng lại hết trên dưới 800 con số. Em sẽ làm trong khoảng 32 đến 35 phút. Wow. Em sẽ giải ô chữ này mà không cần nhìn vào nó. Wow. Bạn ấy chỉ nhìn vào đúng cái biểu đồ thảm thực vật đó thôi, có thể chỉ đúng cho chúng ta biết nước đó là nước nào trên tất cả các quốc gia trên thế giới này. 3C đến 5C là Mary the Medici, thành nhà Hồ, hệ thống đơn vị quốc tế. Và chúng ngưỡng bộ cháu. Trước mắt chúng ta không phải là điều siêu nhiên mà là một hiện tượng có thật bằng trí não của con người. Biệt đội Siêu Trí Tuệ Việt Nam sẽ tiếp tục gọi tên ai? Tất cả sẽ có trong chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel.